Trang phục của người Pu'i thì rất khác biệt. Phụ nữ mặc váy xếp ly xòe rộng, hoa văn trên váy là nền trắng của vải, được giữ lại khi nhuộm chàm, tạo nên nét hoa văn kẻ, tự nhiên, sinh động. Đi đôi với chiếc váy xòe là áo ngắn năm thân. Khi mặc áo lồng vào phía trong cặp váy, một chiếc xiêm y treo trước ngực, thả dài tới ngang đầu gối. Hoa văn trên tay áo, xiêm áo, khăn đội đầu thường có hình ốc, hình thập ngoặc, hình kỳ hà, hình tròn, nhiều màu sắc, bố cục hài hòa, cách pha màu hợp lý, làm tôn nên vẻ đẹp và nét duyên dáng, tư duy thẩm mỹ của người phụ nữ Pu'i. Chị ơi, em thấy bộ trang phục này rất là đẹp, vậy chị có thể giới thiệu những họa tiết trên họa tiết hoa văn trên cái trang phục này không? Vâng, cái này thì mình những cái này ví dụ như những cái này thì mình thích cái nào thì mình gắn kết nó lại với nhau. Còn quan trọng nhất là cái này là cái hoa văn này là cái tượng trưng cho cái trống đồng của ngày xưa. Và bây giờ là dân tộc Pu'i là vẫn còn lưu giữ để cái trống đồng đấy để làm cái lúc mình làm đám ma. Cho nên là những cái khoảng này là không cái áo nào cũng phải có. À, không thể thiếu cái hoa này được. Thế may cái bộ này có mất nhiều thời gian không? Cái này thì may thì mất nhiều thời gian lắm. Nó bởi vì là những cái hoa này nó rất bé. Ví dụ như cái này cái bé bé này là mình cũng phải khâu thành hai đường này thì nó mới liên kết với nhau được. Cái này thì mình có ai truyền dạy không hay là mình khắc tự may? Mình cũng để tìm hiểu các người già ngày xưa ấy. Thì các cụ già được làm rồi thì mình cũng phải tìm hiểu qua thì bây giờ mình mới làm được chứ còn tự làm thì không làm được. Các cụ già người Pu'i ở xã Quyết Tiến kể lại rằng họ đã đến định cư ở đây từ 7 đến 9 đời. Vì đất Quý Châu Trung Quốc núi cao, độ dốc lớn, đất đai sản xuất khó khăn nên họ đã đi tìm vùng đất mới thuận lợi cho việc canh tác, đảm bảo cuộc sống. Khi đến Quyết Tiến, người Pu'i đã dừng chân tại mảnh đất lành này vì lúc đó thấy đất đai rộng mà bằng phẳng, có nguồn nước, có ruộng của các dân tộc khác đã khai phá, nhưng do loạn lạc đã ly tán đi nơi khác, nay họ đến như người chủ mới, tiếp tục canh tác làm ăn. Nhưng vẫn không quên công lao của những người đã khai khẩn cũ, nên người Pu'i có tục Tết đến, tháng riêng khi vào mùa, có lễ cúng ruộng để bày tỏ lòng biết ơn. Là thế hệ trẻ thì vậy chị có ý thức như nào trong việc giữ gìn cái văn hóa của dân tộc mình? Cái bản sắc dân tộc Pu'i thì cũng bị mai một gần hết rồi, thì bây giờ thấy các lớp già là các ông cũng sợ sau này con cháu mình không biết thì các ông cũng khôi phục lại, thì bọn chị cũng cố gắng làm như nào để không để đánh mất cái bản sắc dân tộc của mình. Cụ thể là chị đã cố gắng như nào? Chị đã cố gắng để các con chị là phải ở nhà cũng là phải nói tiếng dân tộc này. Đi học thì vẫn học nhưng về nhà thì phải nói tiếng dân tộc. Chị còn dạy các con chị là phải học hát này, học cọi này. Để sau này còn biết chứ sau này không cho chúng nó học thì sau này không biết thì bản sắc của dân tộc Pu'i mình bị mai một đi. Người Pu'i sống thành từng làng như Nậm Nương, Tân Tiến, Lùng Thàng, Đông Tinh ở xã Quyết Tiến, xen kẽ với các dân tộc Nùng, Giấy, Tày, Mông, vân vân. Nên ngoài tiếng mẹ đẻ, họ còn biết nói tiếng của các dân tộc khác trong vùng. Nhà ở của người Pu'i thường gắn liền với ruộng, nương, vườn. Nhà thường được làm ở ven đồi, phía trước là ruộng, phía sau là đồi rừng. Nhà ở là nhà nền đất trình tường các phía. Nhà ba gian, mái vuông, lợp ngói hoặc tranh, phía trước là hàng hiên, có một cửa chính ở gian giữa thẳng vào là bàn thờ tổ tiên, một cửa phụ nơi đầu hồi đi qua bếp đun và hai cửa sổ trông ra hiên trước. Dân tộc Pu'i có các họ, họ Phan, Ngũ, Lộc, Dương, vân vân. Mỗi dòng họ có một chu kỳ chữ đệm theo một trật tự, mỗi chữ đệm dành cho một thế hệ. Nếu hết một vòng chữ đệm thì quay lại từ đầu. Do có trật tự chữ đệm của dòng họ nên trong mỗi gia đình, anh em trai chỉ khác nhau tên gọi. Dân tộc Pu'i quan niệm rằng thế giới có ba tầng,
tầng trên trời có người to lớn, không ăn cơm, ăn thịt, mà chỉ ăn hoa quả, mây mưa. Tầng trần dưới là thế giới loài người, còn tầng dưới đất là có con người bé nhỏ chỉ cao đến đầu gối. Họ cũng quan niệm con người ta có 36 hồn. Khi chết, hồn phân tán và lìa khỏi xác. Hồn sống trong không gian có thể vô hạn, có sức mạnh và có khả năng biến hóa khôn cùng. Người Pui chia hồn ra làm hai loại, hồn dại và hồn khôn. Hồn dại thường tụ lại mồ mả với thể xác. Hồn khôn thì trở về bàn thờ để dân dạy và phù hộ con cháu. Theo quan niệm của người Pui, đời sống con người phải có đủ mặt trời, mặt trăng, nên trong ngày Tết Nguyên Đán, tức là đêm 30 Tết, đồng bào thường làm bánh dày to, tròn cùng với chân giò, hoa quả để cúng trời và tổ tiên. Trong ngày 30 Tết Nguyên Đán, họ thay lư hương, quét dọn bàn thờ sạch sẽ để chuẩn bị bữa tất niên. Lúc kim đồng hồ điểm 24 giờ, chính thức chuyển giao năm cũ đã hết, năm mới đã tới. Trước bàn thờ tổ tiên có bày các lễ vật, gồm hai chiếc bánh dày to tượng trưng cho trời, đất, thiên nhiên, mưa thuận, gió hòa. 6 chiếc bánh ngủ gói lá dong đã luộc chín. 6 nhánh tỏi tươi, gừng tươi tượng trưng cho gia vị trong ngày Tết. 1 con gà trống tơ, 1 bát nước và muối, 1 con dao, 1 chậu nước có cành cây thanh táo. Trước khi cắt tiết, gia chủ sẽ rửa đầu, rửa chân cho con gà qua chậu nước này. Con gà là tượng trưng cho con vật nuôi hiền lành. Ngoài việc nuôi làm thực phẩm, con vật này còn có thể nuôi làm cảnh. Nó là bạn rất gần gũi với nhà nông, đồng thời là con vật báo thức ngày xưa khi chưa có đồng hồ. Các cụ người Pui ngồi bên chén rượu nói chuyện và hát cho đến khi gà cất tiếng gáy đầu tiên, cũng đồng nghĩa với việc thời khắc giao thừa đã đến. Đây cũng là lúc gia chủ tay ôm con gà, vái ba vái tổ tiên, sau đó cắt tiết gà và nhổ mấy cái lông gà, gắn lên lư hương nội trên bàn thờ tổ tiên rồi cúng. Đại ý rằng, tôi không biết hết mặt, hết tên các vị tiền bối, nay xin mời các vị quay mặt đến ăn, quay đầu gối đến nhận. Năm cũ đã qua đi, đón chào năm mới, cầu mong các thần linh, tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, cho gia đình, con cháu luôn khỏe mạnh, học hành giỏi giang, làm ăn phát tài, phát lộc. Lang thua cầu của nghệ trình hoàng lang của ao quang vua ma sang của mía hà của mía vừa băng đà chiều. Ngày nay với sự quan tâm của đảng, chính quyền, người Pui đã được quan tâm hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Người già trẻ nhỏ được hòa vui cùng với các dân tộc khác trong các ngày lễ hội thông qua các trò chơi dân gian do xã đứng ra tổ chức, như đánh yến, tung còn, kéo co, đu quay, đánh sảng, vân vân. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên người Pui đến hôm nay vẫn còn bảo lưu được các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Về văn hóa, chữ viết có những người như ông Dương, ông Khoan nghiên cứu ghi chép để truyền lại cho thế hệ sau. Về văn nghệ, các bài hát, các làn điệu cổ được các nghệ nhân trong thôn, xã như ông Ngũ Khởi Phượng sưu tầm biên dịch, viết lời mới, được thế hệ trẻ yêu thích học hỏi. Trong xu thế hội nhập, họ vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Đó là một bản sắc đáng quý. Điều đó thể hiện cao tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng về công tác giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.